Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách, giới thiệu với cả nhà đây là mai giảo tự xoắn và đây là bông hoa của mai giảo tự xoắn nha. Đó, hoa nó như thế này ha cả nhà. Và đây, đây là một cái loại mai giảo mà ra cái đọt non là tự nó quắn luôn á. Đây, tự nó quắn như thế này luôn nè. Thì đây là những cái cây mai phôi á, em ghép vào những cây mai phôi nè. Thì cả nhà mình có thể sưu tầm về á. Cây nào mà mình thích, mình muốn ghép thay đổi có được cái kiểu quấn lạ lạ thì cả nhà liên hệ với Huỳnh mua những cái cây mini về mình có thể mình cắt ghép ha. Rồi thì vườn của Huỳnh đó là em đã ghép những cái cây này nó cứng cáp rồi. Và số lượng có khoảng tầm 400-500 cây nha cả nhà. Cây thì mini nhỏ gọn nha. Này cỡ đầu đũa lớn thôi. Đó, cái gốc đó cả nhà. Còn bo sắn là như thế này đây. Mình về mình cũng lấy được ít bo nha. Thì em ghép cái gốc này là gốc lò xo nè. Rồi có cái kiểu là quấn quấn thân, cái gốc quấn thân như thế này nữa ha. Đó, rất là duyên luôn. Rồi cái loại quấn này thì cũng rất là dễ chăm nha. Mình có thể tưới dưỡng rễ rồi xịt lá nè. Đó, mình tưới cũng rất là dễ chăm luôn. Thì mình chọn những cây sắn như thế này nè. Về mình ghép về cho nó đạt ha. Rất là khỏe đây nè cả nhà. Rồi cây như thế này thì 100 ngàn một cây ha. Và 3 cây thì em bao ship. 10 cây thì em sẽ tặng cho khách là một cây nha. Đó. 10 cây là em vừa bao ship mà em vừa tặng cho khách một cây luôn. Rồi thì bo sắn dài từ khoảng 7 cho đến 10 cm ha cả nhà. Đó. Cái khi mình kéo dài ra có những cây thì nó cũng khoảng được 5 cm ha. Có cây nó cũng được 7-10 cm. Rồi bên này em sẽ cho khách xem nè. Nó có những cái kiểu quấn đa dạng đế ha. Về cái gốc ghép thì nó không cao lắm cả nha. Khoảng 7 cm thôi gốc ghép á. Và nó có các cái kiểu nè. Trời ơi cực kỳ dễ thương luôn nha. Đó, ai mà thích mini nhỏ gọn. À đây nó có một cái cây nó có hoa mà nó rụng hết 2-3 cánh rồi. Ai mà thích mini nhỏ gọn ha và kiểu lạ lạ như thế này, mình sưu tầm mình để vào trong cái chậu kiểu á thì rất là dễ thương luôn. Nó lạ lạ cả nhà ha. Có cây thì cũng có nụ, có cây thì cũng không có ha. Nhưng mà chủ yếu là ai mà thích sưu tầm mai quắn á thì cái loại này khá cứng cáp luôn nè. Mình về mình chăm nó cũng dễ chăm nè. Và em đang nuôi trong cái chậu này là chậu C5. Chậu C5 ha. Về khách có thể thay chậu lớn hơn tí, C6, C7 cũng được. Đó. Cây thì nó đều đều như thế này nha. 100 ngàn một cây ha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng cả nhà mình một cây. Cái bo quắn bây giờ nó cũng khá là già rồi, khá là khỏe ha. Mình về mình có thể lấy bo được. Đó. Chăm thêm mini để bàn cực dễ thương luôn, duyên vô cùng luôn cả nhà. Đó. Này trời ơi có cây nè, có kiểu quấn thân rồi có kiểu cũng lò xo ha. Rồi cứ 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao ship, 10 cây thì em sẽ tặng một ha cả nhà. Và khi lấy thì em sẽ lấy cho cả nhà mình mấy cái mẫu nè, lò xo nè, quấn thân nè. Đó, rồi cái kiểu em thấy là nói chung nó có mấy mẫu rồi đó, vậy đó. Cây thì bây giờ nó em thấy nó khá khỏe luôn rồi nè. Này. Như cây này nè. Sắn này dài thì cũng khoảng được 7 cm. Ha. Ai thích có được những cái cây giống như lúc nãy mình quay ở đầu clip á thì mình có thể mua 3 cây về mình ghép ha. Rồi nếu như không á, mình không có ghép thì mình chơi tiểu cảnh mình để bàn cũng rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Đó, hộ cây này nè, duyên ghê chưa. Đây. Rồi ha, ai thích thì alo cho em nha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. À và khách ơi thì đừng quên bấm kênh đăng ký ha để có thể tiếp tục theo dõi những cái video của em. Và đồng thời em có rất là nhiều loại nữa nha.